Xin chào các bạn, mình là Minh Nhật đến từ làng hoa quốc cao. Xin chào các bạn, mình là Hồng Nhật đến từ làng hoa quốc cao. Đẹp. Thì các bạn, bọn mình là Sơn Lát và bên cạnh mình là anh Mai Cổ Trắng. Thì nếu như bạn đã biết thì đây là bạn Nhật Thiền Sư. Còn bạn chưa biết, đây là con của anh Mai Cổ Trắng các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ có một clip battle giữa sông Nhật các bạn. Tức là Nhật ở đây và Nhật ở đây. Hai bạn sẽ cùng nhau battle với 3 bài thôi. Đầu tiên sẽ là phá một bước 16 kiếm mỗi bên. Thứ hai là hit đất và thứ ba là squat. Thể thức rất đơn giản các bạn. Ai gãy trước là thua. Riêng với bài hit đất, ai mà nhiều rep nhất mà gãy cuối cùng là người thắng, được chưa? Thì đây là Nhật á, con của anh Trắng á, thì chị nhỏ hơn bạn Nhật này 1 tuổi. Em có thể nói chiều cao cân nặng của mình không? Chưa cân bây giờ hả? Thì chắc cỡ 60kg. Cỡ đó không anh? Cỡ đó. 60 anh ạ. Thì 1m62-63 hả? 1m62, 60kg. 1m65, 80kg. 70 hả? 70 hả? Rồi. Nhưng mà bây giờ từ hai đứa có muốn nói gì trước khi bắt đầu không? Không hả? Hơi no. Hơi no mà. Con nói gì? Con nói vậy khích lệ đối thủ nha, chọc tức đối thủ chơi. Đúng. Mặt thách đấu lên. Căng lên. Ngầu không nổi. Sao đây? Sao mà không nổi? Vô. Đó cái mặt ngầu đi, sắp dùng battle mà sắp battle mặt mình ngầu lên sao, kiểu như là mày là thằng lớp 6 thôi, tao sẽ đè bẹp mày chết. Vô. Nhìn bạn cái nhìn anh chi. Rồi, ngầu lên. Rồi, cứ nhìn em có muốn hôn bạn không? Con anh Trắng đi, em rém hôn. Là gì hả? Sao vậy? Sao bữa nay mày không anh Trắng được, sao giờ con anh Trắng không dám hôn? Run. Thì ở cái bài đầu tiên là bài hit đất các bạn. Thì nó sẽ như vậy, hai người sẽ vào vị trí này luôn các bạn ha. Thì khi mà xuống thì cùng xuống, lên cùng lên, xuống cùng xuống, lên cùng lên. Ai đẩy không nổi nữa là thua, được chưa? Thôi thì để cho công bằng á thì Nhật với lại hai người đều ở tay trên cao các bạn. Đi. Thôi rồi em vô em tập đi em ơi, em sẽ bực tay quá. Rồi giống như lên. Rồi chưa? Rồi cứ vỗ tay là xuống, vỗ tay lên được chưa? Rồi 1, 2, go. Đúng rồi. Rồi, xuống. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Xuống. Lên, mình nhờ các bạn đếm giùm nha. Lên, tiếp. Xuống. Lên, bài này em thua rồi Nhật ơi. Thằng nào tin Nhật hết, tiếp. Xuống. Lên, đây quá dễ bạn, ngồi cười được mà, nhìn cười đối thủ liền. Không, nãy, lên. Rồi, Nhật này sắp tay các bạn ơi. Nhật này là gãy sớm rồi chết nè. Mấy thằng gãy sớm thì chết thôi. Xuống. Lên. Xuống. Lên. Đây, Nhật này quá khỏe nè các bạn. Tiếp là tiêu Nhật rồi. Tao còn gãy nữa, cu gãy đi. Vô. Đẩy. Xuống hít lên thở. Đẩy mà lên. Tiếp. Đúng rồi, nhìn mặt Nhật quá bên kia rồi. Em có zoom rồi, ta cái mặt cho nó vui. Chờ bạn đi chung luôn. Rồi, chờ bạn đi chung luôn. Xuống. Lên rồi, xong bắt đầu gãy rồi chưa, gãy chưa? Ôi từ từ, em để gót mày mà. Ok, thì dẫn cái xít tới, cho con nhấn chân cao lên. Rồi, tiếp. Đẩy. Chết rồi, đâu. Đẩy, đó, được. Được. Đây, cái mặt này là mặt coi như là hít được 100 cái nữa bạn. Xuống, đẩy. Xuống, đẩy, tiếp. Lùi chân lại Nhật ơi, thẳng người ra. Xuống, đẩy. Em muốn nói gì không? Gãy sớm đi. Lên. Đẩy. Đẹp. Tiếp. Nữa đi, nữa. Tiếp. Đúng rồi. Tiếp. Mấy này em bún cá chết mà. Ừ, nãy mới nói bún cá chết mà, chưa? Vô đi, bún cá chết. Tiếp. 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 Rồi, tiêu được rồi. Xuống. Chết chưa? Vô. Nhón chân lên nha. Tiếp, nghỉ nhiều quá không được rồi. Xuống. Đi. Đi, tiếp. Em mà nghỉ nhiều là Nhật bên kia nó nghỉ nhiều nữa. Rồi, xuống, đi chung nhau, đúng rồi. Lên. Tiếp đi. Tiếp. Chết chưa? Để coi khi nào Nhật này bỏ cuộc các bạn. Chơi còn nữa được không? Được nữa đâu. Nữa được không? Rồi ok, vô chờ tiếp. Đi. Tèo ơi, đi lẹ lên bên kia Nhật đợi kìa. Đó, đẩy. Tiếp.
mình không biết nãy giờ bao nhiêu cái đó các bạn. Nhớ là đếm giùm thôi. Đấy. Đúng rồi, thẳng tay ra cua. Quay quay quay. Đâu rồi, ăn dê vậy hả? Ăn dê rồi. Thẳng tay ra. Đúng rồi. Đừng có bắt chước anh Khang nha. Khang là chùm lúa. Quay qua hỏi tặng là 100 với 200 rồi. Xuống. Đấy, quay ra. Đấy. Đúng rồi. Thẳng tay ra cua rồi nhấu chân lên. Ngoài Nhật bên kia nó còn khỏe đó mày ơi. Tiếp. Đuổi này là này. Ở nhà anh Trắng chắc có bầy rồi. Vô. Vô đi em ơi. Nữa được không? Đau nữa được không? Nữa được không? Vậy là thua chưa? Chịu thua đúng không? Đó, ok. Hiệp đầu tiên Nhật thua các bạn. Và bữa em nói cá độ gì? Cá độ ai thua thì ra? 50.000. 50.000 đúng không? Thì giờ còn 2 hiệp. Còn 2 hiệp. Rồi cho bạn nghỉ xíu vô hiệp 2. Thì bây giờ chúng ta sẽ tới với cái bài thứ hai các bạn. Thì bài này là bài squat. Squat tới chết được chưa? Không, để đó. Không, để mình. Thì mỗi bạn sẽ cầm 6kg. Và squat á, mình có để sẵn cái cục 16 này ở đây. Tức là khi mà các bạn ngồi xuống á, ngồi cái đích phải chạm vô cái tảng 16kg thì nó mới tính, được chưa? Thể thức giống như hít đất. Ai chết trước thua các bạn. Đây kiểu như là lính mới các bạn, thích đấu đó. Đây là người được thách đấu. Giờ chuẩn bị sẵn sàng chưa? Em nghĩ ai thắng trận này. Em này mà thua nữa là khỏi có bàn thứ ba luôn, đúng chưa? Được chưa? Không thua nữa chưa? Không biết sớm dễ chết. Nghe sớm dễ chết. Rồi, bắt đầu. Xuống, chạm, đứng. Tiếp. Đúng rồi. Đúng rồi. Đó. Ngon lành đó các bạn. Các bạn nhớ một bên lớp 6, bên lớp 7 nha. Trong trường á, nếu bắt nạt ra bước này là công bằng nhất. Xuống. Đấy. Cứ hít lên thở. Lên. Lên, đúng rồi. Thôi chân của Nhật tách rộng ra một xíu. Đứng dậy. Rồi, tách rộng ra một xíu cho dùng các bạn. Ok. Sao kéo quần hả? Có mặc quần là rộng không? Ok, có là đúng rồi. Rồi đi. Tiếp đi. Chân kia đi trước một cái đó. Gót chân, tiếp. Sẵn lên. Rồi, mỗi chân là gì? Không được ngửa đâu á. Xuống. Mở gối ra. Đẩy. Tiếp. Đúng rồi, mở gối ra hai bên. Như bữa chị á. Đó. Tiếp. Mở gối phải ra nha. Tiếp. Đúng rồi. Đúng rồi, em ngồi không có ngồi rồi, đúng rồi, ngồi chiều chạm cái xà thôi. Đi, đúng rồi đó, ngồi đi, để cho dễ. Đứng. Tiếp. Chết chưa rồi các bạn. Đây là được gãy số rồi hay chết nè. Tao có 10 năm trả thù chưa muộn không? Tiếp đi. Sao? Sao đứng dậy. Tiếp. Ở nhà là ba mẹ đang coi em đó bây giờ. Vô đi. Trên đau quá. Rồi, ai gót chân á. Thì khi mà mình bị bàn chân bẹt các bạn, các bạn squat nhiều hay là thiết đất nhiệt xuống tập đi. Vô đi. Thì các bạn sẽ hơi ê, mỏi lòng bàn chân là chuyện bình thường các bạn. Tiếp. Đúng rồi. Mẹ đứa cười lên coi nè. Xuống. Xuống đây còn tỉnh nè em ơi. Chuyên nhân của anh Trắng mày ơi. Đây là chuyên nhân như là có dòng máu luôn các bạn. Đi, tiếp đi. Lên. Đúng rồi. À, tiếp. Được, em làm sao biết squat được rồi. Bạn đang đứng ngồi đợi không à? Tao mồm đó, đứa nào tao mồm. Khai vậy cũng được, không sao hết, vô đi. Đúng. Đúng rồi. Dí bạn đi xuống, Rồi, đó, đi kìa nhớ lên. Rồi, xuống đợi anh Nhật đi xuống rồi lên. Ngồi. Ối là. Vô. Tèo quá hả, đi đi. Đi. Tiếp. Xuống. Nãy giờ mình không đếm số đếm bao nhiêu các bạn để cho mình nha. Ừ, để cho biết ai thắng được. Ừ, em nói chung là thằng nào mỏi trước đó thua. Đang được coi video này. Vô. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tay ông tì vô gối nha. Tiếp xuống. Đúng rồi. Đẹp. Tiếp, tiếp đi. Từ cái gì? Bắt đầu từ từ trời. Lớn hai. Đây, để anh quay.
Rồi giờ mình xem rồi đi em. Vô. Mới squat có 3 phút mà. Tiếp. Tiếp Sun. À, các bạn thấy là mặt của Sun là không hề biến sắc luôn mà. Kiểu như là chấp mày luôn. Vô. Lên lên giờ ơi, không có ngồi nghỉ nha. 5 10 giây được không? Chứ chân nó đau quá. À chân đau thì đáng chịu chứ. Con có con bỏ chân Sun. Ừ, thấy chưa? Tao bỏ chân rồi hả? Không, em đau rồi chứ. Rồi đi cho lên. Vô. Đó. Đúng rồi, nhanh hơn nữa giờ coi, nhanh bên kia, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Dí nhau đi, dí nhau đi. Tiếp. Ta anh chẳng thấy kèo này, ta anh chẳng. Kèo này giật nó rồi, nãy giờ mặt nó nhăn quá là tiêu rồi, giật ơi. Lên. Đúng rồi. Tiếp, tiếp, tiếp. Chưa xuống nữa. Chưa. Tao mới xuống rồi mà. Ờ, vô đi, 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 đi. Ấy, này hơi bịp rồi nha. Hơi bịp á. Tiếp. Lâu rồi chơi anh tao á. Ủa lên, nó mỏi thôi, nó mỏi á. Nó nhức á, kiểu như mà mình lâu quá, mình không squat liên tục á. Tiếp. À, Sun ơi, con xích thép dừng lại xíu Sun, một hồ gạch thôi. Đúng rồi. Rồi, tiếp. Sun nó còn chưa mệt kìa Nhật ơi. Siêu em rồi. Tao 50 ngàn này mất rồi. Em chạy hết mỡ ra rồi. Công theo em. Vô. Vô đi Nhật. Rồi trong lúc mà anh than em làm tiếp đi. Em cứ làm tiếp anh luôn. Rồi tập chân rồi. Tiếp luôn, tiếp luôn, tiếp luôn. Tiếp luôn xuống, liên tục luôn. Liên tục luôn cơ. Giờ mỏi chân hả? Giờ nó mỏi chân rồi đúng không? Rồi nó mỏi rồi đó. Vô. Tiếp cho con lên. Đi đi đi. Không làm anh Duy buồn được đúng không? Đúng rồi, không làm Duy buồn được, anh Duy ở phía sau kìa. Đi đâu hỏi em cái gì? Cười với em nói cái coi Duy. Đi đợi nhau đi. Duy ơi, nó hùng em nó một cái Duy ơi. Ê ê, không chứ ngồi không ngồi. Đi, tiếp. Hai đứa đầu mệt đó bạn. Sau 5 phút hai bạn bắt đầu mệt rồi. Không có buông tạ xuống. Duy ơi, ra cổ vũ em nó một cái nè. Tinh thần cái đó. Để tại xuống là thua á. Vô, lẹ lên. Đó, anh Duy tới cổ vũ kìa. Tao. Có lên nè em. Có lên kìa. Lẹ bảo nó tan luôn à. Lẹ lên. Chết rồi. Tao giờ, khu phụ Duy cái có lên được nữa không? Lẹ lên. Đi. Ờ, tao trên thì nó thôi chịu thua. Lẽ này là cái gì chịu thua? Ai chịu thua? Vô đang nỉ sao thua trời? Trên trên thì thua đi. Rồi vô đi, xuống. Rồi bây giờ nè, bây giờ 30 cái nữa. Ai làm nhanh nhất thắng. 1 2 3 4 5 6 7 30 cái đó ai làm là anh trắng đếm giùm một người em. 8 9 10, hai bên đều 10. Tiếp luôn xuống. 1 2 3 4 hai đứa đang đánh nhau kìa, lẹ. 4 và 2. Sao? Xuống rút chân rồi á. 16 rồi Xuân, còn 44 nữa. Em 15 rồi cu, lên 15 mới nữa nào. Lẹ đi. Đừng đến chi buồn mà. Lẹ lên. 17, 17, đứng thẳng lên. 18, 19, 24, đứng thẳng lên. 20. Lên lẹ. Sao? Rồi xong rồi, có lẽ tiêu rồi. 27 rồi, ba cái được. 1 rồi, Sun thắng. Tiêu rồi, tiêu rồi. Em đã gì thất vọng rồi. Đó. Quay quay bắt đi kìa em ơi. Quay bắt má. Đây các bạn. Tao đúng rồi, chùm đi. Quay quay quay. Các bạn. Dừng rồi, đây. Gãy sớm các bạn, đây, đây, thanh niên gãy sớm. Có muốn gỡ lại trận cuối không? Sao con trận cuối không lẽ đừng để mất mặt đúng không? Đây. Hai đối thủ các bạn. Đây là Nhật tới này con. Đều mệt các bạn ha. Mệt không? Nhật mệt không? Đây là biểu hiện của sắp ra bùn cây rồi các bạn. Đây là sắp ra bùn cây. Đây, cũng sắp ra bùn cây rồi. Hai anh em này ra bùn cây trước. Lát nữa sẽ gặp lại nhau ở hiệp cuối cùng, hiệp này mang tính giao lưu các bạn. Thôi, ra kia thở đi. Ra kia. Hai thua. Sao hồi nãy nói một cái bún, sao giờ đi hai bài xong thấy sao? Bún không chết đúng không? Giờ thấy bún. Em không có mời chỗ này mà em chỉ mời cái phần này thôi, em bị ê. Ừ.
Nhưng mà bây giờ nếu mà hả bún bún mày, mày có chết đâu, bún mấy cái mày mới chết. Vậy chúng ta sẽ sắp qua bài thứ ba. Bài này em thua nữa thì sao Nhật? Thua rồi đúng không? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tới với bài cuối cùng các bạn. Bài này mang tính chất giao lưu, tại vì kém sớm là thua các bạn ha. Cái bài này sẽ là Final Word. Ai bỏ tay trước xuống là thua. Mỗi bên 16kg các bạn ha. Thì mình để cho các bạn đi được lâu xíu, mình sẽ cho các bạn có một chất tăng ma sát, đó là khấn các bạn ha. Thì tại vì hiện tại mình ở công viên mình mất hết tà rồi, thế nên là không có đủ 4 cục 16, chỉ có 2 cục 16 thôi. Mình sẽ thay 2 cục 16 còn lại bằng 4 cục 8 các bạn. Thấy là tùy thôi. Dạ. Rồi lấy cái đó thoa rồi đi. Rồi. Thì hai bạn sẽ đi từ đây xuống đó rồi về đây. Ai buông tay trước là thua. Cứ đơn giản thôi bạn ha. Thôi, cầm sẵn đi. Đây. Xin lỗi. Đó các bạn thấy là cái cục đen này là 16 các bạn. Cục vàng này là cục 8. Có cầm vậy xỏ vô luôn. Thôi, em cầm đi, bạn đã cầm rồi kìa. Xỏ vô luôn, bạn đã cầm rồi kìa. Rồi vô, 1, 2, cầm còn lại luôn. Okay. Rồi, lên. Rồi, đi vô đây, đi xuống. Đúng rồi. Nhớ nha, ai buông trước là thua, đi nhanh bằng bạn đi nè. Đi nhanh bằng bạn có được không? Em đi chậm lại để bạn dí theo. Rồi, tiếp. Cái màu này là mình thấy thua nữa các bạn ơi. Để đây xong rồi dừng. Không có để đây, cầm tiếp luôn. Tiếp đáng lên, đáng lên. Không có bỏ nha, ai bỏ trước là thua nha. Ê, mày học đó. Đi luôn. Chạy đó, phải đi tiếp à. Lên. Đi luôn. Đi bỏ. Đi bỏ. Em phải ăn nó cho, quay cho nó bụng quay ra. Quay lại. Đừng buông. Rồi, 1, 2, đứng im thôi. Đứng im rồi, không rồi. Đứng rồi, hai đứa nó chịu nhau đi. Rồi, đứa nào buông trước đó nó thua. Buông trước đó nó thua nha. Đó, chứ đứng gì thôi. Căng lên. Đúng rồi. Hai đứa nhìn nhau à. Đó. Nặng quá. Đáng lên. Đừng buông. Đúng rồi. Con ghét ba không? Thôi, lát về mà cho dân tử. Vô đi. Đứng thẳng lên. Đó. Nặng chưa, bây giờ là bỏ thuốc là thua rồi nha. Ai chết đi phần hai. Không có chết gì đó, bạn không có bỏ đâu. Chết rồi. Tiêu rồi, chết rồi. Nó bỏ kìa. Chết rồi. Bạn đã thua rồi, đừng gặp lại, gặp lại là thua rồi. Đúng tải luôn mà. Giờ là trăm điều khó, ngàn điều giao. Đây, đó, bạn có thể thấy là đây là hai bạn có thể nói là sẽ còn tái đấu nhiều lần các bạn. Tại vì sao? Tại vì 3 tháng nữa qua mình sẽ đấu tiếp đúng không? Ok. 3 tháng nữa sẽ đấu tiếp nha. Rồi có gì muốn nói với nhau không? Đâu, có gì muốn nói với nhau không? Khen bạn chứ. Hai đứa chụp rồi. Lát rồi chụp rồi. Hẹn đi. Hẹn sao? Bắt tay. Nói. Sao không mệt luôn? Gái nữa.
Thôi bây giờ mình quay từng bài nè, Sun nè, con thấy mệt không? Đây là Sun nè, sắp tới ngưỡng rồi. Đuối quá. Đuối quá. Em đây trên thôi. Thôi được rồi. Mấy thằng mà thua thì hay lý do quá rồi ơi. Được chưa? Thì đó là một cái trận đấu nhỏ giữa hai bạn. Thì mình nghĩ là clip này mang tính chất là giải trí, nhưng mà để cho các bạn thấy là chúng ta nên có những cái phải gọi là giao lưu với bạn thì bạn mới kích thích phát triển được. Mình chắc chắn là Nhật từ đây nó sẽ hơi cay trong lòng thôi, thua 50.000 rồi chứ. Thì sẽ cố gắng tập và hy vọng là các bạn cũng sẽ có cảm hứng tập trong clip này. Đó là tất cả những gì muốn chia sẻ với bạn ở đây. Chúc các bạn tập luyện tiến bộ và chiều hướng cho người khác. Hẹn lại các bạn ở những clip sau. Bye bye các bạn. Bye bye. Bye. Yeah.